Xin chào các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kit Lara giúp bạn. Các mẹ thân mến, đối với những bé trai thì những món đồ chơi như là xe điều khiển từ xa hay những món đồ chơi như là chiếc ô tô, đó là những món đồ chơi trở nên quen thuộc. Và đối với những bé gái và những món đồ chơi búp bê và những chiếc váy điệu đà là điều không thể thiếu. Và khi mùa Giáng sinh đã cận kề đến, hôm nay Kit Lara sẽ giới thiệu đến cho các mẹ hai món đồ chơi dành cho bé gái, đó chính là đồ chơi búp bê 0464, rất là xinh xắn và ngố nghĩnh. Và một món đồ chơi búp bê khác đó chính là món đồ chơi búp bê 8226. Và những món đồ chơi này đều được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, hoàn toàn không chứa các chất độc hại và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Mẹ có thể hoàn toàn an tâm khi lựa chọn những món đồ chơi an toàn này dành cho bé yêu của mình. Và như các mẹ thấy trên tay tôi, đây là một món đồ chơi búp bê, đó là 0464, với thiết kế một cô búp bê rất là sạch điệu và một chiếc váy xinh xắn màu hồng được điểm tô, đó là hình bông hoa ở phía trước ngực rất là xinh xắn. Và không thể thiếu bên cạnh những cô búp bê xinh xắn này, đó chính là những món phụ kiện. Và đối với món đồ chơi này, phụ kiện của các nàng búp bê của chúng ta đó sẽ bao gồm một chiếc túi xách và một chiếc lược dùng để chải tóc cho búp bê. Và với cô gái búp bê xinh xắn này thì bé có thể vừa trở thành một món đồ chơi, vừa có thể trở thành một cái bạn đồng hành để có thể chia sẻ cũng như là nói chuyện với bé khi bố mẹ để bé chơi một mình, hoặc có thể xem món đồ chơi này như là một người em gái để có thể quan tâm chia sẻ những buồn vui của những bé gái với nhau. Và với cô nàng búp bê với mái tóc dài như thế này thì bé có thể tự tay tết cho bé những kiểu tóc rất là xinh xắn cũng như là điệu đà để tăng thêm tính khéo léo của mình nhé. Và cùng với món đồ chơi 0464 này thì các mẹ có thể lựa chọn thêm kiểu dáng, đó chính là cô nàng búp bê với chiếc váy nhiều tầng cúc ngực như thế này, rất là xinh xắn. Mẹ có thể tha hồ lựa chọn kiểu dáng của búp bê cũng như là những bộ cánh tương tự để lựa chọn phù hợp với sở thích của bé. Và trên tay tôi đây là một món đồ chơi búp bê nữa. Món đồ chơi búp bê này còn là món đồ chơi búp bê 8226. Với món đồ chơi búp bê này sẽ có nhiều phụ kiện hơn một chút. Nó sẽ bao gồm một chiếc váy kèm theo, một chiếc những đôi giày khác nhau, và kèm theo đó là một chiếc vali kéo, một chiếc kính rất là thời trang, và không thể thiếu đó là túi xách, một món phụ kiện không thể thiếu dành cho phụ nữ cũng như là các bé gái ạ. Và cũng tương tự với những món đồ chơi khác thì những món đồ cùng với món đồ chơi này thì cũng được thiết kế với kiểu dáng baby rất là sành điệu, với những món phụ kiện cũng như là trang phục và mái tóc dài óng ả để bé có thể tết cho búp bê của mình những kiểu tóc khác nhau. Và ngoài ra với sản phẩm này thì bé có thể tự thay quần áo cho búp bê với những bộ sản phẩm kèm theo như thế này. Và đối với những món đồ chơi búp bê này sẽ thích hợp dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Hiện những món đồ chơi này đang được bày bán rộng rãi trên hệ thống siêu thị mẹ và bé Kit Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kitplaza.vn hoặc gọi điện theo số hotline 1900 6090 để được tư vấn, hỗ trợ và đào tạo một cách tốt nhất. Kit Plaza xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ.